Thưa quý vị và các bạn, thẩm mỹ làm đẹp là nhu cầu của không ít chị em phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng thông thái và may mắn lựa chọn được những địa điểm thẩm mỹ uy tín, an toàn. Bởi bên cạnh những cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được cấp phép hoạt động theo đúng quy định, thì tại nhiều tỉnh thành đang tồn tại hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, sai phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rủi ro cho khách hàng. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 10, một cháu bé 13 tuổi ở Yên Bái đã phải nhập viện mắt trung ương sau khi tiêm chất làm đầy vào sống mũi ở một cơ sở thẩm mỹ tại Nghĩa Lộ, Yên Bái, dẫn đến mù mắt. Ngày 18 tháng 10, tại bệnh viện MCAS, thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đã tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, một bệnh nhân nữ sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt tại bệnh viện Căng Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tử vong. Trước đó, vào đầu tháng 10 vừa qua, một nữ bệnh nhân sau khi thực hiện hút mỡ bụng và mỡ bắp tay tại cơ sở thẩm mỹ quốc tế Thúy Anh, Hà Nội cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì bị co giật. Những ca phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn đã gây ra hệ lụy đáng tiếc. Cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua đã bày tỏ nhiều suy nghĩ cũng như lo lắng về xu hướng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ như hiện nay. Đẹp ai cũng thích, nhưng đừng lạm dụng quá sẽ hại đến tính mạng. Cha mẹ cho ta hình hài thế nào, cứ giữ nguyên như thế, trừ bệnh tật, cần cố gắng chữa trị thôi. Có sao xài vậy đi chị em ơi, nguy hiểm quá. Đẹp tâm hồn thì mới vĩnh cửu và hạnh phúc được, đẹp thẩm mỹ chỉ đau đớn, nguy hiểm. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp xảy ra biến chứng, nặng nhất là tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cộng đồng mạng đang đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng thật sự của các cơ sở, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hiện nay. Trong cái đó, công tác quản lý, thanh tra, giám sát từ các cơ quan chức năng trong vấn đề an toàn của người bệnh tại các cơ sở thẩm mỹ vẫn đang có sự buông lỏng. Vì vậy, làm thế nào siết chặt quản lý hàng nghìn cơ sở thẩm mỹ, trong đó có nhiều cơ sở chui, những cơ sở làm đẹp hành nghề vượt quá phạm vi cho phép vẫn là câu chuyện khó đối với ngành y tế. Không thể phủ nhận nhu cầu làm đẹp, thay đổi ngoại hình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. Không chỉ có phụ nữ, mà ngay cả nhiều người đàn ông cũng chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để bản thân có thể tự tin hơn. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho rằng nếu có nhu cầu làm đẹp, hãy tìm đến các phòng khám, cơ sở có phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và nhất là những rủi ro liên quan đến sức khỏe, tính mạng của mình. Đặc biệt, những thủ thuật đại phẫu như nâng ngực, hút mỡ thì buộc phải thực hiện tại bệnh viện, nơi có đầy đủ các điều kiện y tế đạt chuẩn an toàn như phòng mổ, đội ngũ bác sĩ gây mê, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, chăm sóc hậu phẫu. Các bạn nên xem xét thật kỹ trước khi vào sửa sắc đẹp, coi chừng tiền mất còn mất mạng. Mình thấy nhiều bạn gái phẫu thuật thẩm mỹ đẹp mà, tìm bệnh viện uy tín để làm là được. Hãy lựa chọn tìm hiểu kỹ địa chỉ thẩm mỹ uy tín, đừng tự gửi chứng cho ác. Hãy cung cấp thông tin, hồ sơ bệnh án để tránh những biến chứng có thể gặp phải. Hãy có chế độ chăm sóc để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Đó là quan điểm được nhiều cư dân mạng đưa ra. Tránh tiền mất, tật mang, đây là lời khuyên được nhiều chuyên gia bác sĩ đầu ngành uy tín cũng như các cơ quan chức năng quản lý đã từng đưa ra rất nhiều đối với những người có nhu cầu đi làm phẫu thuật thẩm mỹ để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố liên tục phát hiện các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui, thẩm mỹ trá hình trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 11 và Gò Vấp. Nhiều cơ sở đăng ký kinh doanh với loại hình dịch vụ thẩm mỹ, phun xăm, thêu trên da, cơ sở chăm sóc da spa, cơ sở cắt tóc gội đầu, dịch vụ massage, xoa bóp có thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn liên quan đến y tế trên địa bàn. Về phương tiện quảng cáo, các cơ sở ngang nhiên giới thiệu trên các trang báo mạng, mạng xã hội thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc hay các hóa chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể con người như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác như là phun xăm, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê giãn tim. Một số cơ sở trá hình bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu hoặc cơ sở đào tạo nghề để lén lút đào tạo và thực hiện các dịch vụ có liên quan đến thẩm mỹ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Và gần đây nhất đã xảy ra sự cố y khoa, bác sĩ phát hiện miếng gạc y tế bị bỏ quên trong khoang ngực của một bệnh nhân, cũng như phát hiện cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình đặt trong tòa nhà,
là hộ kinh doanh cà phê trên địa bàn quận 5. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở thẩm mỹ chui núp bóng một quán cà phê trên địa bàn quận 5. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề cũng như là giấy phép hoạt động. Theo đó, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có tên là Comeback Beauty hoạt động không phép và được đặt ở lầu 1 núp bóng một quán cà phê có biển hiệu là Nhã, được đặt tại tầng trệt ở địa chỉ số 783 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 phòng chức năng phục vụ cho việc phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều máy móc, thuốc, trang thiết bị. Quá trình theo dõi, cơ quan chức năng còn phát hiện trên mạng xã hội Comeback Beauty còn cho đăng tải thêm nhiều dịch vụ thẩm mỹ khác như tiêm filler, thẩm mỹ vùng kín, vân vân. Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ dụng cụ và trang thiết bị y tế tại cơ sở để làm căn cứ xử lý và yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật y tế khi chưa chứng minh được hồ sơ pháp lý theo quy định. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục làm rõ việc các cá nhân thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, việc đến các cơ sở không phép để làm đẹp sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường, không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chính khách hàng. Trước đó, chị em đã xôn xao về việc thẩm mỹ viện quốc tế Venus 61 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo, đến đây để làm đẹp và phải bỏ ra số tiền không nhỏ, thế nhưng đẹp thì chưa thấy đâu mà khi ra về lại bị biến chứng, đau, ngứa, mưng mủ. Đáng sợ hơn nữa, khách hàng còn bị thẩm mỹ viện này lăng mạ, hành hung, gây thương tích. Quý vị cùng theo dõi chi tiết. Chỉ đến khi khách hàng phản ánh và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thẩm mỹ viện quốc tế Venus mới để lộ ra nhiều sai phạm như chưa có giấy phép hoạt động, lừa đảo khách hàng, tự ý thực hiện các dịch vụ xâm lấn, đe dọa khách hàng. Điều này là trái với quy định của pháp luật cũng như xem thường tính mạng của khách hàng để trục lợi. Thẩm mỹ viện quốc tế Venus có 3 cơ sở tại Hà Nội, chi nhánh tại số 48/360, phố Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chi nhánh 2 tại số 61 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Chi nhánh 3 tại số 78 Trung Kính, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và chi nhánh 2B2C Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các cơ sở này thực hiện các dịch vụ phẫu thuật như nâng mũi, nâng ngực, cắt mí. Ngoài ra, thẩm mỹ Venus còn liên kết với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Vật lý Trị liệu để thực hiện phương pháp cải lão hoàn đồng, phương pháp tái sinh đa tầng. Cuối tháng 2 năm 2020, chị NTH tới thẩm mỹ viện Venus ở số 48 phố Trung Phụng, quận Đống Đa để nghe tư vấn trực tiếp khi sử dụng phương pháp tái sinh đa tầng. Tại đây, chị H được tư vấn làm dịch vụ trên với số tiền ban đầu khoảng 4-6 triệu đồng, sau đó lên tới 35 triệu đồng để nâng lên thẻ VIP. Nếu không dùng dịch vụ khác sẽ được chuyển khoản lại. Tuy nhiên, trong thời gian bảo hành, thẩm mỹ viện Venus bắt dùng tiền trong thẻ còn lại để xử lý. Phát hiện mình bị lừa, chị H đã yêu cầu thẩm mỹ viện quốc tế Venus trả lại phần tiền còn lại trong thẻ, nhưng bị thẩm mỹ viện này từ chối. Vì quá bức xúc nên chị H đã quay video trực tiếp để cầu cứu các cơ quan chức năng. Vì vậy, chị H đã bị một nhóm người không rõ đánh và buộc phải nhập viện. Không riêng trường hợp của chị này, cũng theo phản ánh của chị VA, sau khi sinh, da bụng của chị bị rạn nên chị có nhu cầu điều trị rạn bụng. Đầu tháng 6, chị đọc được quảng cáo trên mạng xã hội về việc thẩm mỹ viện quốc tế Venus ở địa chỉ số 78 Trung Kính, ở gần nhà, có thực hiện dịch vụ điều trị rạn. Chị đã đến cơ sở làm đẹp này để nghe tư vấn. Sau khi nghe nhân viên tư vấn, tổng chi phí điều trị là 12 triệu đồng. Điều trị trong 3 buổi sẽ khỏi hoàn toàn, cam kết không phát sinh chi phí, không xâm lấn, không gây tổn thương và không chảy máu. Tuy nhiên, sau khi nằm trên bàn để thực hiện thủ thuật điều trị, các chi phí khác đã phát sinh, nâng tổng chi phí lên thành 156 triệu đồng. Chị VA không hề hay biết cho đến khi thanh toán. Trước đó, Đào Thị Thanh Hằng ở thành phố Hà Nội có đơn khiếu nại, tố cáo thẩm mỹ viện Venus ở địa chỉ số 61 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, quảng cáo không đúng sự thật, khám chữa bệnh tiêm filler không phép. Sau đó, Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã xác minh đơn của bà Phan Việt Hằng, bà Đào Thị Thanh Hằng. Quá trình tìm hiểu cho thấy, thẩm mỹ viện Venus vốn là cơ sở làm đẹp đã từng dính líu nhiều tai tiếng khi liên tục bị khách hàng tố về việc họ gặp phải những biến chứng khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại đây. Thẩm mỹ viện này thậm chí còn vướng phải lùm xùm, hành hung giả mang khách hàng chỉ vì người này dám lên Facebook bóc phốt. Thêm vào đó, thẩm mỹ viện Venus còn bị khách hàng tố rằng có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật và xem thường tính mạng của khách hàng, như chưa có giấy phép hoạt động, lừa đảo khách hàng, tự ý thực hiện các dịch vụ xâm lấn thẩm mỹ.
Và thẩm mỹ viện này cũng từng bị cơ quan chức năng của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính vì mắc phải hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng. Tức là chị Tú ấy, thì chẳng chỉ chuyên nâng ngực thôi. Nếu như em kết hợp vừa nâng ngực và vừa nâng mũi thì chị sẽ làm cho em. Và chị Tú chị ý không chuyên về nâng mũi. Thứ hai là chị Linh là trong ekip của chị Tú thì chị Linh khi mà báo về ấy, thì chị Linh chị sẽ là chuyên về làm về phẫu thuật mắt, mũi, mí. Vậy nên là khi mà báo về thì có cả khách cắt chỉ, tức là khách nâng ngực. Linh chị về, chị báo chị Linh về làm mũi cho em. Khi tôi nâng mũi thì có một bác sĩ khác tự giới thiệu mình là Lương Thanh Tú. Nhưng mà tôi nhìn lại không giống lắm. Tôi có hỏi là thế sao bác sĩ lại không giống, vì lúc đấy chị bịt khẩu trang. Thế có nói với tôi là kiểu trên ảnh Facebook thì đến ngoài đời thì nó có ảo. Tôi cũng hỏi là sao bác sĩ lại không giống ở trong ảnh. Thì chị có trả lời với tôi là trong ảnh thì nó ảo như thế thôi. Thì người ta quảng cáo rất là rầm rộ là cái việc chỉ có với 45 phút hay 60 phút không xâm lấn, không tiêm chích và không có bơm gì cả vào mặt mình hết, mà chỉ là thẩm thấu collagen qua lỗ chân lông và chạy máy thôi. Thực tế thì họ đã đưa những cái sợi dây, những cái hóa chất lạ vào mặt của mình. Và hiện tại thì tôi cũng đã đi kiểm tra ở bệnh viện 108, thì cái phần mà đã rút ra rồi, bị mưng mủ và lòi ra rút ra rồi, thì còn lại cái phần ở bên này thì nó vẫn còn đang bị những cái triệu chứng như vậy. Một là ngứa, hai nữa là nó bị cứng, nó giống như bị áp xe rất là cứng. Đến đây chương trình xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.